Chào các bạn, mình là Học và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ 2D trên Rhino ha. Thì tại sao phải vẽ 2D trên Rhino thì có một cái số hình ảnh các bạn muốn dựng ở chế độ gọi là vector đó. Dựng ở kiểu dạng như là vector nó khác với dạng bitmap. Cái này là cái hình ảnh mà ở dạng bitmap mình import vô các bạn ha. Cái nhược điểm của cái bitmap á là nó khi mà phóng to ra ở mức độ nào đó thì nó sẽ bị bẻ hạt như này, nó sẽ bị nếu các bạn để sai gì á thì nó rất là nhìn rất là đẹp nhưng mà khi phóng to ra, nó sẽ bị như vậy. Thì cái mục đích của mình á là mình làm sao để mình dựng lại cái hình này ở dạng vector mà nó không bị bẻ nữa, khi bạn muốn phóng to cỡ nào nó cũng không sao hết trơn á. Thì trước hết là các bạn import cái hình này vô, thì các bạn vô cái lệnh này ha, sau đó các bạn chọn cái lệnh này và chọn cái lệnh này này nha các bạn, rồi các bạn import vô. Cái này mình import sẵn rồi. Ok, sau đó các bạn sẽ tiến hành vẽ thôi. Bạn dùng cái lệnh này để bạn vẽ. Vẽ trên Rhino 2D á thì nó rất là ưu điểm của nó là rất là dễ so với các cái phần mềm khác. Các bạn dùng cái phần mềm khác các bạn vẽ thì nó cũng ra thôi, nhưng mà theo mình có thói quen là mình vẽ ra Rhino 2D trước, bởi vì nó thao tác của nó rất là dễ và rất là nhanh các bạn. Bạn nên đổi màu ha. Dựng là cái màu nào các bạn dễ nhìn á, chứ đừng có để màu đen, bây giờ nó sẽ trùng với cái màu. Các bạn dễ. Nói chung là cái nào trước cũng được, nhưng mà chọn cái nào đơn giản trước mình vẽ đi. Các bạn cứ canh theo cái đường. Nếu các bạn vẽ sai thì các bạn có thể Ctrl Z để mà quay lại thao tác ha. Các bạn tạm thời các bạn có thể vẽ như vậy đi, sau đó các bạn sẽ chỉnh sửa edit lại sau cũng được. À, các bạn bấm phải chuột à, muốn các bạn muốn kết thúc chỗ nào á các bạn bấm phải chuột, sau đó nó sẽ tự động nó ngắt ra. Rồi các bạn bấm phải chuột một lần nữa là lặp lại thao tác. Và khi các bạn vẽ 2D là các bạn nên bật các cái này lên nha các bạn. Cứ bật hết lên đi. Rồi sau đó sau này mình sẽ xài tới. Khi các bạn xong rồi các bạn có thể bấm cái này trôn lại. Để nối lại các bạn. Sau đó các bạn sẽ vẽ tiếp. Bên này cũng được, nhưng mà thay vì mình vẽ lại thì các bạn có thể dùng cái lệnh gọi là mirror. Để các bạn sau đó các bạn dùng cái lệnh gọi là
Phóng to thu nhỏ là cái lệnh này các bạn ha. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục vẽ. Các bạn thấy hai cái hình hai con người này nó khá là giống nhau, cho nên là các bạn nên vẽ một cái rồi các bạn sẽ làm cái tương tự như vậy đó. Với lại là khi một vẽ một cái hình mà nó có cái gọi là cái trục đối xứng thì các bạn nên tạo ra một cái điểm chính giữa tương đối thôi. Và là nhất thiết phải tìm ra một cái điểm tuyệt đối nào đó đâu. Bạn đánh điểm với nó nha ha. Đánh điểm với nó. Sau đó các bạn sử dụng cái lệnh này. Nhớ nha. Sau đó các bạn sẽ canh nó ra vậy. Xong rồi các bạn mục đích làm gì thì là các bạn vẽ một bên thế này, sau các bạn dùng lệnh mirror để các bạn vẽ cái bên con phần còn lại của nó, chứ không cần phải vẽ hết các bạn ha, vì nó đối xứng mà. Thì khi vẽ như vậy các bạn lưu ý là nên chú ý cái độ tròn của nó, tức là đừng có nên vẽ ngay chỗ này, nhưng mà chỉ phải bắt đầu là từ từ cái chỗ này nè. Các bạn nhấn Shift để mà nó căng thẳng nha các bạn. Chàng vậy các bạn sắp xếp ha. Rồi sau đó mình nếu mà chàng chẳng hạn cái này nó bị vấn đề, các bạn vô này nè, bấm này các bạn vẽ lại thôi. Mình thấy vậy cũng tương đối rồi. Bạn tiếp tục dụ lệnh này. Khi các bạn nhớ vẽ các bạn những cái điểm mà nó tiếp giáp thế này á, các bạn đừng có nên vẽ như vậy, mà các bạn nên vẽ nó lệch như vậy để mới sau này, hoặc là ừ mà cái này đơn giản thôi, mình cứ vẽ vậy đi. Sau này những cái bài phức tạp hơn mình sẽ nhấn ship nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn ha. Để sau đó các bạn làm gì nè các bạn biết không? Sẽ bắt dùng cái lệnh thấy cái này nó dự đoán là sau này mình sẽ nó sẽ gặp vấn đề cho mình sửa trước ha. Nhìn tương đối đó. Sau đó mình sẽ tiến hành loại bỏ những cái phần thừa ra. Các bạn chọn hết gì đó, sau các bạn sẽ cắt từng cái một, vậy nó nhanh, sẽ nhanh hơn.
gì nữa cơ em không? Bạn bấm chọn lại một lần nữa. Xong đó các bạn dùng làm gì cái lệnh gì? Dùng cái lệnh mirror. Bạn chọn cái điểm mà lúc này mình chọn nè. Sau các bạn sẽ đối xứng với bạn. Tạm thời bạn giấu cái lệnh này đi. Hay giấu cái bạn xem thử nó mất cái đường mà nó tiếp giáp vậy, nó có bị tròn không, nó có bị nhìn chung nó khá là hoàn hảo các bạn ha. Rồi ok, như vậy là cần mở lại cái này. Sau đó các bạn làm gì nữa các bạn biết không? Các bạn sẽ dùng cái lệnh này trước hết là bạn nên group lại. Đúng rồi. Sau đó các bạn sẽ dùng cái lệnh này để di chuyển, để copy ha. Làm gì để giải tiếp cái người thứ hai? Sau đó các bạn bấm Escape để mà mình thoát cái lệnh ra. Sau các bạn dùng cái lệnh như lúc nãy mình hướng dẫn, các bạn thu nhỏ cái này lại. Nó không được hoàn hảo cho lắm. Mình coi nó còn có cái gì. À, cái bề ngang của nó không được. Chỉnh lại mà hơi to quá rồi. Vậy là nhìn tương đối rồi các bạn ha. Cái này còn thiếu cái là cái này nữa các bạn. Cái hình này thì mình vẽ tương đối thôi.
Còn những cái này là mình sau này mình sẽ dễ thêm, nó cũng đơn giản thôi. Rồi ok, cái này nữa rồi. Bạn nhấn shift để mà nó sẽ tạo ra một cái đường thẳng hàng các bạn ha, đường thẳng ha. Rồi sau đó các bạn làm cái gì? Các bạn sẽ tiến hành xóa bỏ những cái phần thừa. Sau đó các bạn làm gì nữa? Các bạn xem cái lệnh mirror. Để các bạn cho nó lại. Sau các bạn ăn group ra nha. Để các bạn bỏ mất đường giống này đi. Đường giống lúc đầu thì mình để tạo ra, mình để mình tiện sử dụng thôi, chứ sau này mình sẽ xóa hết đi cả cái điểm này nữa. Các bạn chọn hết, các bạn chọn lên này, trưởng nó toàn bộ lại. À quên, còn mấy cái đường này bên trong này nữa thì các bạn cũng dễ tương tự vậy đó, nhưng mà nó không có cần thiết, cho nên là mình xài nó với cái mục đích khác, cho nên là mình không có vẽ. Sau đó các bạn thử bỏ ra cái đường bên này, copy để bạn xem thử coi nó có vấn đề điều chỉnh nó không. Sau đó các bạn dùng cái lệnh này các bạn ha. Đó, cái lệnh này nè. Bạn chọn cái like quick solid. Rất là hoàn hảo rồi các bạn ha. Nhìn rất là hoàn hảo đó. Sau đó các bạn sẽ trích xuất nó ra. Bạn sẽ bỏ về trung tâm, thu nhỏ nó lại. Bởi vì sao? Vì cái bạn muốn xuất nó ra, import nó ra ở các format khác thì các bạn sẽ kích cỡ khổ giấy của nó rất là nhỏ, cho nên là các bạn nên thu nhỏ lại độ tương đối và đặt ở trung tâm để mà mình xuất nó ra, nó sẽ dựa cái khổ giấy của mình đó. Chứ không có gì, nếu mà các bạn để như vậy cũng được thôi, nhưng mà nếu mà nó to quá thì mình mất công mình thu nhỏ phóng to lại. Sau đó các bạn chọn cái này nha, chỉ chọn một cái nha các bạn. Sau đó thì chọn cái này, cho các bạn export selected. Để các bạn có thể chọn cái format của nó, muốn xuất ra cái đuôi nào cũng được trơn á, bạn dùng cái này.
Ok, như vậy thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thành một cái bài vẽ 2D trên Rhino các bạn ha. Và mình rất là mong các bạn có thể hiểu và tự dựng cho mình. Hình như cái này sao nó nhỏ hơn ta. Các bạn có thể sửa lại, ví dụ như cái này nó nhìn nó không có hợp lý lắm thì các bạn có thể sửa lại cũng được nữa. Hoặc các bạn có thể đổi màu. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Và xin chào, tạm biệt.